Hai, xin chào mọi người. Hôm nay là sáng thứ ba. Và là giờ này lặng quá nên là mình đang bị nhập nhé. Thì lại cà phê. Hôm nay thì mình sẽ ăn cái yến mạch của các ông già. Thực ra là những cái loại yến mạch bữa giờ review mình lại trộn với nhau rồi. Nhưng mà cái loại yến mạch của mắt của ông già nó nằm ở dưới cùng á. Cái yến mạch của các ông già nó ở đây nè. Cái này là miếng nho của nó, nhìn một cái là biết liền. Một đó là của các ông già, hai là của hạt nhân Việt Nam á. Trong cái tờ đó có ghi là 45 gram thì đủ cho một bữa sáng. Nhưng mà mình nghĩ là mình cần nhiều như vậy. Trời, mình nghĩ mà mình ăn đúng như vậy thì mình cảm thấy nó mệt. Mình sẽ phải ăn thêm nhiều thứ khác. Có thấy cái miếng nho của nó không? Cái này có cả dừa nữa. Mình cần làm được một cái tài liệu nào đó là để con người có thể hình thành hoặc là thay đổi một cái thói quen đó, thì cần 21 ngày, mà cái này chỉ mới 7 ngày thôi. Không biết là sau 7 ngày mà có thể ăn uống thay thì như vậy không. Với lại một vấn đề nữa mà các bạn có thể thấy là do mình cắt cái tinh bột đi bổ sung khá ít, rất ít á, nên là tóc nó sẽ có hiện trạng là hơi sơ một chút, còn với mặt mà nó da nó sẽ hơi sần sùi một tí. Nhưng mà lúc đó là mình nghĩ là mình đang thả độc cho da thôi, còn mình sẽ cố gắng kéo dài nhất thời gian có thể để duy trì cái chế độ ăn này để da và cơ thể của mình nó quen với cái chế độ này nè, thì mình nghĩ cũng tốt. Tại vì giảm được tinh bột cũng là một phần nào đó giúp cho cơ thể của mình nó cân đối hơn á. Với mình thì tinh bột và đường là những chất gây nghiện á, nên là chuyên nó là cả một cái quá trình luôn. Tại vì người Việt Nam mình nó từ nhỏ thì cái đẻ ra là đã ăn tinh bột rồi. Có lẽ nhờ ăn tiên mà nghe người ngoài, không phải là gia đình mình nha, gia đình mình rất là thông cảm. Người ngoài nói là cái cô với cậu bây giờ sướng quá, không đua đòi đó, tạp thôi cho mọi người xem tôi. Chào mọi người, bây giờ là buổi trưa và trưa nay thì mình sẽ ăn lẩu gà đương quy. Có thể là các bạn chỉ chưa nghe đến cái tên này bao giờ, nhưng mà nó là lẩu gà nấu chung với sâm đương quy và lá sâm. Nói chung là rất là ngon và bổ dưỡng, và quán mình là quán duy nhất tại Đà Lạt có bán cái món này nè. Một tí quảng cáo thôi, khi nào các bạn rảnh thì qua đây thử nha. Thì mình nấu một nồi như vậy, nhưng mà thực chất là cho tới 3 người ăn lận. Mình chỉ ăn cái phần đương quy và phần lá. Cái nước của nó cũng rất là bổ, và đặc biệt là cái món này gia vị không có nhiều, nên là toàn bộ cái chất bổ nó sẽ nằm trong nước, cũng khá là thích hợp kiểu ăn để bồi bổ sức khỏe sau khi mệt mỏi rồi chẳng hạn. Tại vì đối với cái công việc của mình đó, thì mình còn phải tăng cường năng lượng á. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, cơ thể mình á thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn một chút, có vẻ gì đó thoải mái hơn một chút. Nhờ mình đã dần thích nghi với cái chế độ ăn mà giảm giảm tinh bột xuống một chút và thay thế vào đó là yến mạch, và chịu khó ăn nhiều rau và thay tinh bột. Trong lúc rảnh rỗi thì mình có tập thể dục một chút, mở nhạc lên xong lắc lắc theo, nhưng mà thực sự là cũng chỉ được một chút thôi. Ở đây thì tối nhiều món một chút, tại vì gia đình mình ăn cơm chung với nhau thì có cá kho, gà chiên nước mắm nè, rau xào và canh rau. Chủ yếu là mình sẽ ăn nhiều rau. Mình nghĩ là vấn đề quan trọng đó là mình phải cảm thấy thoải mái và vui về những việc mà mình đang làm đó. Còn nếu như mà mình ăn mà mình ép bụng quá thì nó cũng sẽ không có mang lại hiệu quả gì.
Mà cái gì mình mong chờ kết quả nó tới nhanh quá thì nó cũng không tốt. Nên là mình đang suy nghĩ là mình có nên kéo dài thành một chuỗi series 21 ngày hay không, để các bạn sẽ thấy cái sự lê thê của mình kéo dài 21 ngày. Thì các bạn xem cho mình ý kiến nha. Và cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.